những dự đoán mới nhất của Random về nạn đói lớn, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và các bè đảng. Trong video tiên đoán mới nhất của mình, nhà tiên tri Random Biggs đã chia sẻ những hình ảnh mà Chúa đã khải thị cho ông trong suốt một giờ. Tuy nhiên, nội dung lần này lại khác với những lần trước. Cụ thể, thông điệp vô cùng quan trọng mà Chúa đã giao phó cho ông để truyền đạt đến mọi người chính là cách đối phó với những thử thách sắp tới. Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống xem hết những hình ảnh độc đáo mà Random nhìn thấy và cùng thảo luận về các biện pháp để đối phó với những khó khăn mà ông được chỉ dẫn trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Random đã từng tuyên bố trong video của mình rằng ông chính là một người vận chuyển thông tin. Chúng ta với tư cách là những phương tiện không hoàn hảo, nhưng mọi điều mà ông được chỉ dẫn chính nhằm mục đích đưa nhân loại hướng đến sự hoàn hảo. Dựa vào những gì mà Chúa đã hiển thị cho ông cùng với sự truyền đạt của ông cho nhân loại. Bản thân con người sinh ra trong sự thuần khiết như nước, nhưng khi đi qua một phương tiện nào đó, chẳng hạn như ống nước, thì dòng nước ấy sẽ không còn thuần khiết mà trở nên ô nhiễm. Khi Chúa truyền tải một số thông tin vào một phương tiện không hoàn hảo, thông tin sau đó được lan truyền sẽ trở nên méo mó. Điều này không phải vì thông tin mà Ngài truyền xuống không thuần khiết, mà do phương tiện truyền tin không hoàn hảo. Tuy nhiên, với tấm lòng nhân từ của mình, Random sẽ tự mình nỗ lực hết sức để truyền đạt những gì mà ông thấy một cách chính xác nhất có thể, không thêm không bớt bất kỳ thông tin nào. Trong video mới nhất, Random nói rằng Chúa đã chỉ điểm cho ông biết những khổ nạn chắc chắn sẽ xảy ra và kéo dài. Tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mọi người có thể nhận thức. Nhưng nhân loại lại không nghiêm túc đối mặt với điều này. Vì vậy, Chúa đã cho Random thấy hình ảnh của rất nhiều máy kéo. Có những máy gặt lớn và máy kéo khổng lồ bị phủ đầy bụi đậu lại trên những cánh đồng không có người lái. Những cánh đồng khắp nơi không có cây trồng nào. Random nghĩ rằng đây chỉ là tình trạng của một khu vực, nhưng Chúa đã đưa anh lên không trung để nhìn xuống nước Mỹ. Ông thấy rằng từ Tây sang Đông, tất cả các trang trại đều không có cây trồng mà hoàn toàn trở nên hoang vu, bụi đất bay trong gió. Bản thân ông không biết tại sao lại như vậy, và rồi Chúa đã lặp lại với ông 3 lần rằng đến rồi, nước đã hết, hạn hán. Random thấy toàn bộ đồng bằng Texas đều xuất hiện hạn hán, không có nước cũng không có lương thực. Không rõ nguyên nhân là do máy kéo không có nhiên liệu hay không có hạt giống, nhưng tất cả các hoạt động nông nghiệp đều đã ngừng lại. Sau đó Random thấy một số sân nhỏ tư nhân, mỗi nhà đều có một sân lớn nhỏ khác nhau nằm ở phía sau hoặc trước nhà. Bên trên trồng cà chua, bắp cải hoặc nhiều thứ khác mà con người có thể trồng. Những thứ được trồng trong các sân này đều là thực phẩm. Đây là hình ảnh mà Chúa đã cho ông thấy về cách mọi người nỗ lực để nuôi sống bản thân. Ngoài ra, Chúa lại cho Random thấy hình ảnh thị trường chứng khoán đang sụt giảm. Ngài đang gắng sức điều khiển một tấm màng khổng lồ giống như một quả bóng, cẩn thận xả khí bên trong, cố gắng không để quả bóng bị bể, nhằm có thể giữ nó ở trên không lâu hơn một chút. Trán Ngài đã đầm đìa mồ hôi. Sau đó Chúa còn nói với ông rằng thị trường chứng khoán đã mất 2.000 tỷ vào thứ 6 tuần trước và mất 1.000 tỷ vào thứ 2. Đó chỉ là cơn đau giả và cơn đau thực vẫn chưa đến, Ngài sẽ cố gắng kiểm soát nó. Trong khải thị của Chúa, Random nhìn thấy một thung lũng được chia thành hai phần. Bên trong bị bao trùm bởi bóng tối dày đặc. Ông thấy Thánh Jerome đang đi bộ trong thung lũng này. Thánh Jerome là nhà thần học và ẩn sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội Kitô giáo, cũng là người uyên thâm nhất trong số các giáo phụ Latin thời kỳ đầu. Ông thông thạo văn học cổ điển, ngôn ngữ kinh thánh và truyền thống Kitô giáo. Random lại thấy giữa thung lũng có một con đường đất bụi mù. Jerome đang đi trên con đường đó, với một bên con đường đất là bức tường. Phía bên kia bức tường là Obama. Ông ta muốn gây ảnh hưởng và chỉ cho Thánh Jerome biết nên làm gì. Bên kia bức tường là một nhóm người châu Âu xấu xa, mặc vest, họ rất giàu có, đều là những ông chủ lớn với một vài người đầu tròn, não to. Vài người khác thì đầu tóc bóng bẩy, mặt hoa da phấn.
toàn bộ đều là người lớn tuổi và họ cũng đang chỉ cho Thánh Jerome biết nên làm gì vì họ quan tâm đến nền kinh tế Mỹ. Sau sự kiện trên, Chúa đã cho Brandon thấy tình hình của Ukraine. Brandon nói rằng những người này đang lợi dụng tiền in ra từ chiến tranh để làm một số việc, nhưng bản thân ông không thể nói ra đó là việc gì. Những người này đều biết tình hình kinh tế sẽ ra sao, vì vậy họ dùng số tiền này để thực hiện những mục tiêu thầm kín. Ngoài những sự kiện tại châu Mỹ, Chúa còn cho Brandon thấy thêm nhiều sự kiện ở châu Âu, mà đầu tiên là Moscow. Chúa nói với Brandon rằng, trong vài tuần qua, Ngài đã giao tiếp với nhiều người. Nhiều người trong số họ thực sự rất xa cách. Họ cảm thấy cuộc sống của mình vẫn ổn, dường như cũng nghe thấy tiếng gọi của Chúa. Nhưng một số trong họ sẽ phá sản chỉ trong một ngày. Họ sẽ tỉnh dậy và nhận ra rằng, những gì họ cho là có thể giữ lại, thực ra sẽ nhanh chóng mất đi, vì họ không nghe lời cảnh báo của Chúa. Những người này phải nhanh chóng buông bỏ thế tục và nâng cao bản thân, bởi họ không thể vừa nắm giữ Chúa, vừa nắm giữ con người không buông. Brandon cảnh báo mọi người rằng, sẽ có một cú sốc lớn sắp xảy ra. Mặc dù ông không rõ thời gian cụ thể, nhưng Chúa đã nói với Brandon rằng, khi khổ nạn xảy ra, sẽ kéo dài hơn thời gian bạn nhận thức được. Dù con người có cầu nguyện thì điều đó vẫn sẽ xảy ra, bởi cú sốc lớn này nhằm đánh thức những người đang ngủ say. Người đời sẽ vì thế mà trở nên khiêm nhường, và sự khiêm nhường này sẽ mang lại sự phục hưng vĩ đại. Bởi người đời đều khao khát phục hưng, nhưng họ lại rất kiêu ngạo, cứng đầu, không chịu cúi xuống. Chúa đang cố gắng đánh thức những con chiên lạc lối, vậy nên đây có thể xem là tiếng gọi cuối cùng. Xuất phát từ lòng thương xót, Chúa muốn nói với chúng ta rằng Mỹ sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia tốt nhất. Lời cầu nguyện của các nhà sáng lập nước Mỹ vẫn còn trước mặt Ngài. Những điều sắp xảy ra không phải là sự phán xét mà là một cú sốc nhằm đánh thức những người đang ngủ say. Chúa sẽ đánh thức nhân loại, mọi người sẽ tụ họp lại để trở thành một thể thống nhất yêu thương lẫn nhau. Nhưng Thiên Thần đã nói với Brandon rằng mọi người có thể lên thiên đàng hay không phụ thuộc vào cách họ đối xử với mọi thứ bằng tình yêu hay là thù hận, ghen tị, kiêu ngạo với những người xung quanh. Chúa muốn Brandon truyền đạt lại thông điệp rằng đừng bận tâm đến những lời nói, hãy yêu thương gia đình và mọi người xung quanh như yêu chính bản thân mình. Tuy nhiên, Brandon nói rằng để thực hiện điều này là không dễ dàng. Trong giấc mơ của mình, Brandon đã nhìn thấy nhà thờ ở Hồng Kông. Mặc dù không hiểu tại sao lại thấy hình ảnh trên, nhưng ông biết rằng điều đó liên quan đến sự bức hại. Tuy nhiên, Brandon cảm thấy chủ đề này khá nhạy cảm nên không muốn đi sâu hơn. Ông tin chắc rằng mọi điều mà Chúa đã cho mình thấy sẽ xảy ra và sắp đến. Vì vậy, đã chân thành chia sẻ những gì mình đã chuẩn bị cho gia đình với mọi người. Chúa đã nói với Brandon rằng Ngài hy vọng mọi người sẽ chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng khẩn cấp cho gia đình, đầy đủ thực phẩm, một kho chứa và một chiếc thuyền. Brandon nói rằng về việc mọi người nên làm gì, cụ thể thì ông cũng thực sự không rõ ràng, bởi vì mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng Chúa đã nói với ông rằng phải chuẩn bị một ít tiền mặt, thực phẩm và nước uống, đặc biệt là nước đóng chai, ít nhất có thể đảm bảo cho một gia đình sử dụng trong vài tuần. Thực phẩm trong 1 đến 2 tuần cùng với giấy vệ sinh. Chúa cũng đã nói với Brandon rằng Ngài sẽ chăm sóc những người mà ông yêu quý, chăm sóc cho các con của ông, nên điều Brandon cần làm là chuẩn bị tất cả những thứ này cho gia đình. Brandon nhấn mạnh, bản thân ông không có ý định làm chúng ta sợ hãi, mà chỉ muốn mọi người chuẩn bị, sẵn sàng ghi nhớ những điều này. Bởi vì trong những ngày tới, những khó khăn sẽ bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Chúa đã thông qua Brandon để cho nhân loại thấy những hình ảnh và cảnh báo bí ẩn. Mặc dù không thể chắc chắn tương lai sẽ xảy ra điều gì, nhưng chúng ta cần giữ bình tĩnh và lý trí. Đồng thời, mỗi người cũng nên có một tâm thái cởi mở để nhìn nhận những khó khăn, không mê tín mù quáng cũng không dễ dàng bỏ qua. Trong cuộc sống, con người có thể trân trọng hiện tại, quan tâm đến những người xung quanh và nỗ lực để trở thành một người tốt hơn. Bạn nghĩ gì về lời khải thị lần này của Brandon? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.